Chào bà nha, hôm nay mình giới thiệu con game vừa ra mắt iPhone Tech nha mọi người. Dấu ấn mobile nha mọi người. Mình sẽ để cái link mô tả, link download ở phần mô tả nha mọi người. Sẽ iPhone Tech sẽ đến ngày 2 tháng 3 nha. Giờ mình vô tả nhân vật này. Đây là nhân vật xương xị này. Không này, hình chiến này. Mức có tạp khó này. Đấy, cái xị này. Lối này. Pháp sư này, thổ này, dễ này, võ sĩ này, đấy, xa thủ công này, thương sĩ này, khó này. Đấy, mình cho con kỵ sĩ cho vui nha. Đấy, họ nó đã phải test từ ngày 28 nha, 27 nha, mà điều đóng gói vào cũng được mọi người. Hiện tại có đu top iPhone Tech nha. Đây game Việt Nam, game này cũng tựa như game làng lạ đấy. Đấy. Nhiệm vụ thì cũng tự ra mọi người chơi được đóng nha. Đấy. Còn cũng vô nghe à. Nếu vậy con hãy đi xung quanh kiểm tra xem thử thế nào. Hiện nay trong cái trang fanpage của game mình đọc trong mobile này là có phần của phạt cốt mọi người. Mọi người có thể vào tham khảo nha. Đây, trang bị cũng nhiều nha. Game này nhưng không nghe quảng cáo là không có VIP, không có lực chiến nha mọi người. Xem cái nạp đâu có gì nè. Có đổi vàng này, đổi đồ rất là đủ thứ cho mọi người. Chế tạo đôi nhưng gần như là miễn phí đấy, không phải miễn phí mà dạng không cần nạp bao nhiêu ấy. Game này auto là thường đa mệt nhé. Tốt lắm. Nhiều tay con bị quan thật lắm. Hãy đi đến chỗ thác nước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hôm nay sẽ luyện tập gì vậy? Đừng vội, ta thấy hãy nhớ. Mình Wow, sao nó trường ghê vậy? Mình sẽ để cái link nó tả và link phán thay cho mọi người tham khảo nhé. Wow, đông người bạn thật. Những cái hôm đầu tiên mà test là người rất đông, nhiều người server gần như là sập luôn, phải bỏ đi mất nửa ngày. Mình tự định tải cho nhanh. Rồi xong rồi, bỏ nó để theo cái ông tô thì rất là lâu. Wow, bên này còn đóng hơn nữa, trời ơi.
Nhưng mà mình chắc cả server tắt cũng nhiều nữa. Ngoài chị ra, bọn chị nhóc kia. Lại Quỳnh, nếu như vậy, còn hai màu đến đó thêm một lần nữa. Ôi trời, đúng vậy, việc bị mẹ cái dánh vô thôi. Mình xem nè, game này không biết có lực chiến. Con người dánh chỉ dánh nhiều hiệp sĩ như này, hiệp sĩ quý tộc con giá đến 156 mới có đây. Được sọ cái đấu ta.
Trời ơi, làm cực nhỉ, trời ơi mà đóng người lên đất làm không nổi luôn. Nơi bác sĩ mà chụp cái bệnh hình quả đánh lên một chiều. Cho mình xin kết thúc video đấy nha mọi người. Mình sẽ để tải link nào mình ra link đó là cái phần mô tả nha. Mọi người xem video.